năm ba phẩm khéo học bây giờ cụ thọ thiện hiện bạch phật bạch thế tôn các đại bồ tát tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa làm thế nào tập gần tam ma địa không làm thế nào nhập tam ma địa không làm thế nào tập gần tam ma địa vô tướng làm thế nào nhập tam ma địa vô tướng làm thế nào tập gần tam ma địa vô nguyện làm thế nào nhập tam ma địa vô nguyện làm thế nào tập gần bốn niệm trụ làm thế nào tu bốn niệm trụ làm thế nào tập gần bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo làm thế nào tu bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo làm thế nào tập gần 10 lực Phật, làm thế nào tu 10 lực Phật, làm thế nào tập gần bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, làm thế nào tu bốn điều không sợ cho đến 18 pháp Phật bất cộng? Phật dạy, này thiện hiện, các đại Bồ Tát tu hành sâu sắc bát nhã ba la mật đa, nên quán sắc là không, nên quán thọ tưởng hành thức là không, nên quán nhãn xứ là không, nên quán nhĩ tĩ thiệt thân ý xứ là không, nên quán sắc xứ là không, nên quán thanh hương vị xúc pháp xứ là không, nên quán nhãn giới là không, nên quán nhĩ tĩ thiệt thân ý giới là không, nên quán sắc giới là không, nên quán thanh hương vị xúc pháp giới là không nên quán nhãn thức giới là không, nên quán nhĩ tĩ thể thân ý thức giới là không, nên quán nhãn xúc là không, nên quán nhĩ tĩ thể thân ý xúc là không, nên quán các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra là không, nên quán các thọ do nhĩ tĩ thể thân ý xúc làm duyên sanh ra là không, nên quán địa giới là không, nên quán thủy hỏa phong không thức giới là không, nên quán vô minh là không, nên quán hành thức danh sắc đục xứ xúc thọ ái thủ hữu xanh lão tử là không nên quán bố thí ba la mật đa là không nên quán tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa là không nên quán pháp không nội là không nên quán pháp không ngoại pháp không nội ngoại pháp không không pháp không lớn pháp không thắng nghĩa pháp không hữu vi pháp không vô vi pháp không rốt ráo pháp không không biên giới pháp không tản mạn pháp không không đổi khác pháp không bản tánh pháp không tự tướng pháp không cộng tướng pháp không tất cả pháp pháp không chẳng thể nắm bắt được pháp không không tánh pháp không tự tánh pháp không không tánh tự tánh là không